Something I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Làm món gì đó? Salad trộn chả. Cái gì? Salad trộn chả. Chúng tôi có gì chúng tôi xài hết. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Hồng Cốc Sài Gòn luôn, anh cảm ơn các bạn ban tổ chức của Team Building Cốc Sài Gòn là những bạn đã phải dành cỡ 4-5 tháng trời thanh xuân của mình để lo cái Team Building. Các bạn có biết ha, là để có được một cái Team Building mà người ta tất cả các bạn á thuận lợi từ cái lúc mà các bạn lên xe, các bạn chỉ cần lên xe rồi các bạn cần xuống xe, các bạn chỉ cần vô phòng ăn ngủ, các bạn chỉ cần đặt cái đít xuống các bạn ăn, là cả một cái quá trình rất là dài của ban tổ chức Team Building. Mà và thêm một cái nữa là Team Building lần này rất là khổ luôn, là cái Team Building khổ nhất từ trước tới giờ luôn. Cho nên là anh muốn các bạn, anh hy vọng, tức là bây giờ anh muốn các bạn mình cho một tràng pháo tay cho ban tổ chức để cảm ơn ban tổ chức Team Building. Làm nên một cái Team Building phải nói là đông nhất từ trước tới giờ của câu lạc bộ luôn, là 43 người, đúng không? 43 người. Đối với anh thì cái Team Building này nó có một cái đó, nó rất là ý nghĩa, nó là quan trọng và nó rất là nhiều cảm xúc với anh luôn. Như mọi người cũng biết thì trong kỳ Spring này anh sẽ không làm chủ nhiệm nữa, thì có nghĩa là đây là cái Team Building cuối cùng anh tham dự mà anh còn là chủ nhiệm. Thì anh rất là vui khi mà tất cả các bạn tham gia rất là đông, rất là đủ, và các bạn chơi tất cả mọi thứ của ban tổ chức luôn, và các bạn có một cái thái độ tham gia nó, anh thấy là nó ổn nhất từ trước tới giờ.
mặc dù là nó đông nhưng mà cuối cùng các bạn có nề có nế, các bạn làm mọi thứ rất là chỉnh chu, và anh cảm thấy nó có những cái dự án nó hoành tráng thành công, và các bạn sẽ giữ vững được cái tinh thần của Góc Sài Gòn, giữ vững được cái chất lượng của Góc Sài Gòn giống như là hiện tại, và có thể phát triển cao, phát triển xa hơn nữa. Cảm ơn tất cả mọi người.